chị Nghiêm này. Tôi sùng lúc đi ta. Thế thể đi có tự không? Không có gì phải nói nhiều nữa các bạn ăn. Đã đến lúc ta phải ăn. Thôi chơi. Tập thể dục thể thao cùng nâng cao sức khỏe. Tập thể dục thể thao. Thôi cách kiểu gì cũng được nhỉ, đúng không? Kiểu nào mà dê thích gì cả. Nhưng mà đừng có cắt cua ấy ạ. Bây giờ cạo cạo luôn rồi chứ không gọi là cắt đâu. Cắt sống bờm nhá. Không. Dê mà cạo biết là dê mất một khách rồi đấy. Dục thể thao ở đây hai bên này thì mình ngắn. Lúc mà cắt xong là nó sẽ như này á. Nhưng mà cái đang xong ngắn một tí được không? Nhưng mà máy là sẽ mất luôn đúng không? Thôi cách kiểu gì cũng được. Tập trong nhà hay tập ngoài chơi, tập ở đâu cũng được. Nó dính được mũi Vinh. Nó cho Vinh nhìn á. Ừ, không nhìn đâu, lâu lắm, tí nữa nhìn. Nhìn dưới em này. Chơi thể thao nâng cao sức khỏe. Đồ sân chơi quá nha. Đồ sân chơi đấy. Cũng được đấy nhỉ. Chơi sổ nước guitar. Thế thể đi có tự không? Không biết muốn là cắt cho nó như cắt giống vút keo luôn ấy. Thế thì mấy tiệm keo chết hết. Thì đấy thì biết đâu muốn như thế rồi. muốn tất cả điểm keo chết hết à? Ý biết muốn là cắt cho nó như kiểu đỡ phải bút keo ấy. Cùng nâng cao sức khỏe. Có tiền à? Ủa đâu có. Ôi chết rồi. Tập thể dục thể thao, tinh thần luôn vui vẻ. Nên chỉ biết vuốt được không? Biết vuốt linh tinh. Là vuốt chỉ cần như thế á? Nên biết chẳng vuốt như này đâu nè. Không, bây giờ ai vuốt thế? Quê vừa đây. Xong rồi á?